Em Tài Minh Thượng Kiên Giang xin kính chào quý cô chú chị. Hiện nay em đang có mặt tại nhà của chị Thu Hai, cô chú anh chị. Nhà có mà một người chị mà bị ung thư ngực giai đoạn 3 của chú anh chị. Nhưng mà thưa cô chú anh chị, sau khi đi lên bệnh viện khám thì nó đã biến chứng luôn rồi cô chú anh chị ơi. Biến chứng qua gan luôn rồi. Bây giờ đã đang nằm vào trong giai đoạn cuối. Thì bác sĩ đã cho hay như vậy. Thì cho nên lúc trước em Tài có chia sẻ mấy cái clip trước cho quý cô chú anh chị mình xem, thì em Tài cũng nhận được một ít tiền đã gửi cho chị Thu Hai là đi lên bệnh viện, hiện giờ đang vô hóa chất. Nhưng mà vô hóa chất xong thì không biết sức khỏe của chị có được cải thiện hay không, thì em Tài cũng không biết nữa cô chú anh chị. Nhưng mà bây giờ thì em Tài đang qua tới đây để em lát tí xíu em Tài vô hỏi thăm chị Thu Hai rồi gửi đến cô chú anh chị mình xem qua màn ảnh nhỏ. Thì lúc trước em Tài cũng tặng cho chị một khu thuốc, đó là nhãn đen nhãn độc cao trung sơn, để cho chị sử dụng. Nhưng mà sau khi đi vô bệnh viện thì bác sĩ ta đâu có cho mình sử dụng thuốc bên ngoài nữa đâu cô chú anh chị, cho nên đành thuốc đó phải ngưng lại. Ngưng lại thì chắc có lẽ vô sau khi vô hóa chất xong rồi về nhà chắc khoảng 1 tháng sau mới cho sử dụng lại ha cô chú anh chị. Thì em hy vọng đợt này là chị sẽ vượt qua, tại vì bây giờ là đã nằm vào giai đoạn cuối mà biến chứng di căn qua gan luôn thì nó rất là nguy hiểm cô chú anh chị. Tại vì trước đây chị không chịu đi bệnh viện, nhà không có tiền đó, rồi cứ ở vậy rồi nghe lời người ta rồi làm bùa làm phép rồi cô chú anh chị. Cái trong cái cục đá nó có cái viên đá nhỏ rồi cho chị đem về bỏ vô trong nước, nước là chị uống cái can giống cái can 2 lít gì đó, cứ uống hoài rồi xong rồi cái uống gì cái gì bạc hà núi cô chú anh chị, với tay đu đủ, chị nói chị uống là cả 100 ký mà cũng đâu có hết đâu cô chú anh chị. Thì em Tài mới hay được cái công việc đó nên mới chạy qua thì chia sẻ lên cho chị, để tặng chị một cái hộp thuốc đó là ngải đen ngải chống độc cao trung sơn. Thì bên cạnh đó sau khi đó là uống được có mấy ngày thì Mạnh Thường Quân gửi tiền về là bắt đầu đi bệnh viện luôn, tới giờ bệnh viện tới giờ thì bây giờ chị đã vô được hóa chất ha cô chú anh chị. Nhưng mà còn từ kinh tế nó rất là eo hẹp, tại vì trước đây thì gia đình chị cũng khá giả, nhưng mà sau khi đó là chồng chị bệnh tai biến nằm liệt giường một chỗ là 8 năm trời. Chị nuôi chồng chị là hết tiền hết bạc luôn cô chú anh chị, bán nhà bán đất hết trơn luôn. Là khi mà chồng qua đời xong là tới tiếp tục chị mang căn bệnh là ung thư vú thời kỳ cuối, bây giờ biến chứng qua gan luôn cô chú anh chị. Rồi bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị vào bên trong của em Tài để hỏi thăm sức khỏe của chị Thu Hai hay cô chú anh chị. Sẵn có Quý Mạnh Thường Quân gửi tiền cho em Tài để cho chị ăn uống bồi bổ. Thì bây giờ em Tài xin mời cô chú anh chị dành trong cùng em nha. Còn về sản phẩm nghe đèn cái ngắm độc cao sơn thì cô chú anh chị nào cần sản phẩm thì hãy gọi vào số điện thoại này giúp em Tài. Thứ nhất là ngăn ngừa hạn chế di căn các tế bào bị ung thư cô chú anh chị, hỗ trợ điều trị cho mình các chứng bệnh như là ung bướu, dạ dày, xương khớp, thoái hóa cột sống, bệnh chỉ, bệnh tiểu đường và các bệnh viêm ngứa, tê tay, tê chân, đau bao tử, trào ngược, dạ dày, thoát vị đĩa đệm, giãn tĩnh mạch, viêm xoang, viêm mũi. Nó chị cũng rất là hay ha cô chú anh chị. Rồi em mời cô chú anh chị vào trong cùng em. Thường gửi lời chào chị nha. Chào em nha. Dạ, em chào chị. Sức khỏe chị hôm nay sao rồi chị hai? Chị cũng mới vô thuốc rồi về, nó cũng hơi bị giật mà thấy cũng đỡ, nó cũng không giật nhiều. Đỡ rồi chị. Vô thuốc là chị vô cái gì quá chắc ha. Vô xà chị. Xà chị. Vô mấy ngày rồi chị? Vô bữa nay 5 ngày vô đó. Nó giật mình dữ không chị? Giật mấy ngày đầu về đi không nổi mà nó sốt, nó nhức giò, nó cảm thấy giờ còn nhức. Đi hai cái bàn giò cho đi không có được lâu, nó bị thốn á. Cũng như bây giờ cũng như là mình khỏe, sức khỏe thì khỏe, mình nhiều người mình nó thấy yếu á thì ta vô thuốc người ta cũng có nói mình rồi, phạm tới từng lễ 10 bữa gì đó nó mới mà bữa nay em với em Tài qua thấy chị bữa nay thấy cái màu sắc đó, thấy khỏe lắm á. Thì ba ai cũng hờ mặt là thấy nói thấy cũng tươi tươi lắm. Thấy tươi rồi, mấy ngày đầu về quá trời sốt sốt mà nó dần xuống cái giọng nó hành mình hả chị? Nó hành
Ủa vết thương mình nay có tiến triển gì không chị? Thì bác sĩ nói là vô ba liệu trình thì vết thương nó khô từ từ lại. Rồi bác sĩ mấy là em đi mà làm lại từ đầu, giống như là thử này thử kia rồi CT đồ vậy đó, làm lại từ đầu hết. Rồi người coi coi người ta là vô thuốc gì nữa. Chị vô quá chắc là vô được hai quận hay chị? Mới quận đầu. Tại vì lên trển á, là trước là tính lên vô rồi thiếu máu. Vô nước biển vô hết 4 bịch máu. Rồi người ta mới cho mình về rồi sau này lên đó rồi ta mới vô. Bây giờ 3 tuần nữa mới đi vô nữa. Mình vô bao nhiêu lần nữa mới đủ chị? Thì nó nói vô 3 liệu trình mà mình không biết 3 liệu trình là bao lâu. Mình vô vậy rồi có tốn tiền gì nhiều không chị? Thì ứng 5 triệu rồi đó chị, bảo hiểm đóng mà vô nó đóng 2 triệu đó là 7 triệu rồi đó. Một liệu trình là 7 triệu. Không, một liệu trình. Ứng hả? Ứng á. Chứ mình chưa có biết là vô một lần là bao nhiêu tiền. Không biết vô là chuyện như là mình cũng có bảo hiểm rồi. Có bảo hiểm. Nhưng mà cái về vô quá chắc này có tính bảo hiểm không chị? Mình không gành nữa, tại vì thấy ai cũng là đóng 2 triệu, 2 triệu gì hết. Sợ là thường thường ở chỗ bệnh viện nếu mà nó ngoài cái chương trình bảo hiểm thì là buộc mình phải ra ngoài mua hết. Đúng rồi, nếu trong bệnh viện có. Bây giờ về đây mua thuốc kia ngoài nó này, về đây nó cấp chỉ có 5 ngày, còn như mà 20 ngày, nó mười mấy ngày là mình phải mua thuốc ngoài mà. Nó đâu có cấp đủ cho mình đâu. Không cấp đủ. Thì giờ bữa nay chỉ hết thuốc là mai là Phúc Dung nó phải chạy đi nó năm mua rồi. Bởi vì có vấn đề mình cũng nên em của em cũng rất là lo. Lo lắng vấn đề là cái vụ bảo hiểm. Tại sao bảo hiểm không làm luôn trọn gói cho bà con ta đi. Đi ra ngoài bệnh viện ra thuốc tiệm thuốc tây phải mua những liều thuốc, nhưng mà những liều thuốc không được bảo hiểm là những liều thuốc mất, rất là mất tiền. Sao không tính luôn một cái một đi cho bà con, cho bệnh nhân nó đỡ tốn kém một chút. Chị nghĩ sao mà không cấp luôn mà chỉ cấp có 5 ngày à. Phải qua một giai đoạn gì. Bây giờ còn cái to thuốc là mười mấy ngày mình phải. Cái gì không đủ cái mức tiền thì mình tăng lên cho người ta đi. Cho người ta có cái những cái thuốc gắt, thuốc đồ là mình mua hết. Một dĩ 20 ngàn là mình phải mua hết một ngày là xài một dĩ. Thuốc cắt vết thương nè. Vậy đây mình uống thuốc riêng của bên mình là dẫn theo cái to của bên đó ra không, chị? Không, bây giờ chị không có, tại vì chị vô quá chắc rồi. Bây giờ chị không dám uống thuốc gì, chỉ theo to bác sĩ thôi. Chị bây giờ nói cho về 5 ngày đó là hết rồi đó. Ngày mai chị phải đi ra ngoài chị mua thuốc ngoài uống. Nó có cho cái to mình. Thì cái to là mình dẫn theo của bên bác sĩ. Dẫn theo bác sĩ. Tại vì mình đã chỉ bác sĩ rồi thì mình bác sĩ ấy sao thì mình phải làm như vậy. Mình đâu dám uống thuốc bậy. Nếu mình tính ra cái bảo hiểm mình nó khô một nút. Nó cho lo cho 100% chứ thật sự là chỉ cho mấy ngày. Đâu lo cho mình hết. Và cái thứ hai nó sẽ nói là chung cái bệnh viện thiếu thuốc. Không trời đủ. Ơi. Mình phải ra ngoài mua. Bệnh... bảo hiểm phải lo phần đó chứ. Những bệnh nhân mà thường là ra ngoài mua nhiều luôn á. Thành ra nó nói lo cho 100% chứ thật sự không. Cho 100% nhưng mà cái số thuốc được hưởng chế độ bảo hiểm tại rất là rẻ. Còn cái thuốc mà để mà bảo hiểm không trả toàn là những thuốc đắt tiền không. Mà người dân mình mua mình nghĩ là có bảo hiểm rồi. Khi nào mình có bệnh thì cũng đỡ lo cái tài chính một chút xíu. Nhưng mà em thấy bệnh nhân không hưởng được cái phần đó. Những cái thuốc gắt này, gắt vết thương này một chỉ 20 ngàn là mình phải mất tự tốt khi mua đó. Mua luôn. Những cái vấn đề này thì bà con bức xúc rất nhiều nhưng mà nói với ai giờ? Nói ai giờ? Không có nói bây giờ ai được. Cái bảo hiểm 100% chị cũng mới đưa vô đây mà không biết là nó xài 80% hay là xài 100% mình cũng không hiểu nổi. Bà con trên khi mà vô bệnh viện cũng giống trường hợp chị kể gì đó. Những thuốc mà được hưởng chế độ bảo hiểm á thì trong bệnh viện nó trả, mà ra ngoài thì bà con bức xúc rất là nhiều. Đúng rồi. Nhưng mà không biết chia sẻ đến ai thì bây giờ sẵn qua cái clip này đi thì cũng chia sẻ lên cô chú anh chị nào biết để mà có cách nói với công ty bảo hiểm phải sửa bổ sung để giúp cho bà con nghèo
đỡ lo cái phần tài chính tiền bạc cái vấn đề này. Ừ. Không lo rồi, lo cho tới nó 100% mà thành ra nó cũng thua 80% rồi. Ừ. Thành ra cái gì cũng thiếu thốn mất. Chạy ra ngoài mua, chạy ra ngoài mua phải có tiền. Chạy ra ngoài mua cũng dữ hơn. Không có tiền thì cũng như phải bác, chịu. Như bác sĩ mà kêu là đi ra ngoài mua thì cỡ nào không phải kiếm tiền mua. Dạ. Tại sao trong bệnh viện mà lại thiếu thuốc hơn bên ngoài? Là cái điều đó mình phải suy nghĩ. Đúng không? Bệnh viện mà còn thiếu thuốc nữa. Cho 5 ngày, 5 ngày cũng như là về 21 ngày. Thì chị mua thuốc, chị mua ngoài uống là 16 ngày rồi đó. Bữa nay là đúng ngày là hết thuốc nè, là mai là phải đi mua là 16 ngày đó. Dạ. Là mới đi. Để mấy anh em nói sơ qua về cái câu chuyện của chị để cho quý khán giả nào lần đầu tiên mới xem là hiểu biết thêm. Thì chị Thu Hai đây là trước đây á là cái gia đình cũng khá giả của chú anh chị. Nhưng mà chồng bị bệnh tai biến là chị nuôi là 7-8 năm trời. Cũng nhà cửa cũng bán hết trơn lo cho chồng. Thì sau khi đó thì chồng qua đời, tới tiếp tục chị là bị căn bệnh là ung thư vú giai đoạn 3. Thì hiện nay là chị đang vô hóa chất để điều trị. Nhưng mà gia đình thì bây giờ đã lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn. Thì trước đây em Tài với anh Út Kết Nối Yêu Thương cũng có chia sẻ lên, thì quý mạnh thường quân cũng giúp đỡ được một phần để cho chị đi đến bệnh viện. Thì bây giờ chị đã đi đến bệnh viện thì vô hóa chất, thì hôm nay chị về thì em Tài cũng có nhận được một ít tiền để cho chị gọi là thuốc men. Thì hy vọng cái clip này đăng lên thì quý cô chú anh chị mình cũng đồng cảm thương cho chị, ủng hộ chị tiếp tục có tiền để vô hóa chất nha cô chú anh chị. Thì đây là cũng mới vô cái lần đầu không là thì mới ứng trước là 5 triệu, lúc trước là em trao là 9 triệu. 9 triệu mà ứng hết 5 triệu với làm gì 2 triệu đó chị ha? Thì ứng luôn đó, chứ là ứng không đó là 7 triệu. Ứng không 7 triệu. Mình không thì ăn 7 uống triệu, là chưa tính đó. Ăn uống là chưa tính. Và nói chung là gia đình thì chị em cũng tiếp chia tiếp tay. Nhưng mà cũng phần nào thôi cô chú anh chị. Thì hy vọng clip này mong cô chú anh chị mở lòng để giúp đỡ chị tiếp tục mà vô quá chất để cho chị qua khỏi giai đoạn này. Nói chung là giai đoạn của chị là cũng thuộc về nặng rồi đó. Lá lành thì đùm lá gách đùm lá cả tơi. Nói chung là mình còn là con người với nhau rồi, sống trong một cái môi trường, sống trên một cái xã hội của chú anh chị. Mình là người, chị là người không may mắn. Người may mắn là người không có bệnh hoạn gì, cho nên khi mình có điều kiện gì đó, mình có một vấn đề đó, mình có thể mình giúp được phần nào mình giúp. Ít nhiều gì cũng được, một lời chia sẻ, một lời động viên, có gì giúp đấy thôi cũng chị là rất quý. Thì mong clip của em Tài và em Út khi mà truyền tải đến trên cộng đồng mạng thì quý của chúng chị thấy được hoàn cảnh của chị Thu Hai, mà thương tình mà giúp đỡ cho chị để có được một cái gì đó để mà chị có thể vượt qua, để mà đoàn tụ với gia đình, với con cái, với bà con lối xóm ạ. Thì chị thì cũng có hai người con mà cũng đi làm cũng bấp bênh lắm cô chú anh chị. Giờ chị sống có một mình trong căn nhà, tự nấu ăn ơn, tự lo ơn, tự làm ơn. Thì lúc trước em Tài qua cũng có chia sẻ cho chị hộp số thuốc mà Cao Trung Sơn đó cô chú chị. Nhưng mà uống được có mấy ngày thì đi bệnh viện thì đâu có được uống nữa, đi vô xài trị đâu, cho nên thuốc phải ngưng. Đi vô bệnh viện thì bệnh viện đâu cho xài thuốc khác nữa đâu. Rồi xài thuốc khác. Giờ mình xài trị thì mình cũng ngưng luôn, ngưng khoảng khi nào mà vô thuốc xong tháng sau uống lại. Cho hộp hay hộp mà đỡ có năm lên thì uống hết rồi đó. Dạ. Lúc đó thì giờ trời chưa xài trị. Dạ, giờ xài trị thì mình ngưng đi. Ta nói giờ vô quá chắc này tóc rụng có rụng không chị? Chị cũng chưa biết, Úc Dung nó hỏi hoài nhưng chị chưa biết nữa. Rụng mà chị trái thì thấy nó cũng rụng rụng rồi đó. Cũng hơi hơi, chứ không rụng liền cái chắc bộ. Chắc liền sao ông nói chắc. Nhưng mà em thấy là đa số là có tay gồm rụng hết. Rụng rồi qua xong rồi ổn định lại, tiếp tục mọc ra lại. Bình thường lại. Thì Dung nó mua cho chị cái nón lê sẵn này. Nếu mà chị đủ sức khỏe để vượt qua thì là chị khỏe luôn đó. Nói chung thì chị cũng phải cố gắng lên nha. Bây giờ ai gia đình rồi bà con rồi với tại Úc này ủng hộ chị quá nhiệt tình vậy, chị cũng phải cố lên chứ. Đâu có bỏ cuộc được. Cái tinh thần mình chừng nào mà đến đổi
Chị tuổi của chị. Vừa lo cho chồng vừa hết bệnh xong thì tới mình. Chung vậy. Bệnh mà. Nhưng mà chị được cái may mắn là được mọi người xung quanh cộng đồng còn ủng hộ. Quan tâm. Này ăn uống đồ được không chị? Hồi này tại đi vô người ta cũng nói là cơm phân từng lễ rồi là cũng như ăn cái gì lỏng lỏng thôi, đừng có ăn gì mà nó sâu tiêu. Dạ. Ừ. Sáng là chị cũng ăn má nướng cá lóc rồi đó. Dạ. Rồi chị chỉ uống sữa nhưng rồi chị cũng ăn ít thôi, chị cũng không dám ăn cái gì mà lâu tiêu nữa. Dạ. Ừ. Nhưng nó về nó cũng giận mình, cũng như có cái triệu chứng gì á thì đi lên liền. Dạ. Nhưng mà cái xạ chị là như thế nào anh cũng chưa biết, là chích thuốc hay là hay là uống thuốc nó chuyền sao? Nó chuyền cái bữa đó chuyền đầu tiên á là nó ngăn cái ngực. Dạ. Nó ngăn ngực là thở không nổi, chỉ quơ cái dây chuyền thuốc á. Dạ. Thì anh nó mới lẹ tay, nó mới vào là nó chụp là chuyện khi đó là mới chút xíu mà mặt mày chị là đỏ hừng hết trơn rồi đó, hết biết chị chưa này. Dạ. Rồi khoảng có 5-10 phút cái Khang nó kêu nhỏ lại, nó thấy mặt còn đỏ quá, nó chưa dám nghiêm. Nó thấy mặt chị dịu rồi á, rồi nó nói chị khỏe chưa, cô khỏe chưa, khỏe thì con nghiêm kim tiếp. Dạ. Rồi chị nó khỏe rồi, từ đó tới sau chị niệm Phật rồi. Từ đó tới sau chị cũng đỡ, không có giật giở nữa. Dạ. Nhưng mà mấy ngày về, bữa đó về không nổi, chị bao ấy về luôn, chị đâu ngồi nổi đâu. Dạ. Về tới đây là mấy ngày nay là nó giật chị, nó hành sốt chị mấy ngày rồi, nó hành nhức giò, rồi bây giờ cái giò đi ba thốn chị đi không được luôn. Dạ. Ừ. Chứ nó quệ quại, người mệt mỏi không muốn đi đâu hết. Cái căn bệnh này thì nó nói gì mà tới cái vụ hành? Nhưng mà coi chị đỡ khá là chị không có bị ói, nhầm người ta ói. Dạ. Ờ. Chị vô mới vô có một lần hả chị? Ừ, một hai lần. Vô vậy thôi cảm thấy chung người khó chịu với không, lúc đang vô quá chắc. Thì chị nói đây mới vô thì chị ngăn ngực đó. Dạ. Cút kim không kịp luôn. Dạ. Rồi bắt đầu về khỏe chừng 5-10 phút vậy đó, con nhỏ kia, nhỏ y tá nó mới dám ghim kim vô. Từ đó tới sau cái vô rồi chị cũng niệm Phật rồi cái vô cái thấy cũng không có gì, khỏe. Em biết vô quá chắc đó nó cũng nhiều loại lắm, mà mình chọn cái loại thuốc nào chị biết không? Không, nó chọn cho mình chứ mình không có chọn. Mình là vô thì nó chứa thuốc vô cái chai nước biển, sau thì nó vô cái chai gì mà đỏ tươi à, mà nó bao bọc rồi hết trơn, nó bao cái miếng vải ra trơn à. Dạ. Ừ, rồi tới sau là nó vô chai nước biển. Bữa đó là vô 3 chai. 2 chai thuốc, 1 chai nước biển. Bởi vì nó còn phải 2-3 giai đoạn nữa chứ không phải là chỉ có một lần đó là ngưng đâu. Một lần đâu. Ừ. Nó cũng bác sĩ cũng nói là cho chị vô 3 liệu trình. 3 liệu trình rồi là nó quay lại là nó làm lại từ đầu hết. Yeah. Chụp hình CT chị là làm lại từ đầu hết. Rồi nó mới tiếp tục nó ấy nữa. Dạ. Mà về ăn cơm không nổi nữa chị? Về mấy ngày nay chị ăn cũng được. Như ép thì ăn cũng, có khi thì ăn cũng nửa chén. Có khi thì ăn cháo, có khi thì ăn này ăn kia gì đó. Nhưng mà ăn không có biết ngon. Dạ. Yeah. Ừ. Chị mà chừng nào ăn biết ngon là chứ sức khỏe chị nó khỏe. Dạ. Nó khô môi không vậy nữa chị. Nóng hay sao chị? Nóng dữ lắm. Đêm là chị uống mấy chai nước. Ừ. Nóng này nó mới diệt được virus. Ừ. Nóng tới giờ thấy là nhức đầu. Ban đêm mà ngủ ngon không chị? Trời, ban đêm có ngủ cái gì ấy đâu. Ban đêm nó thức uống nước không? Uống nước rồi nãy kia mình đi chắc ngủ cũng được vài tiếng đồng hồ.
Nhiều thuốc này nó đau con ngủ ấy đâu, nóng quá. Từ lúc vô quá chắc chị thấy khác, cơ thể chị khác hơn lúc chưa vô không? Thấy bệnh sức khỏe thì nó cũng thấy cũng đỡ, nhưng mà kiểu như là giò nó bị nhức á, với nó bị thốn rồi. Dạ. Như cái kiểu như mình thấy mình yếu hơn vậy đó, tại vì ta cũng nó giận rồi mà. Dạ. Vô kiểu như từng đầu thì nó cũng hay giật giả mình vậy. Dạ. Ừ. Rồi qua hết từng đầu thì nó đỡ. Nói chung mà vô cái này nó cũng giật lắm nó. Giật. Giật lắm. Là đơn giản. Trời, bữa hổm á, mới lúc kia vô nó mua mấy giọt là ngăn ngực. Dạ, nó mạnh lắm rồi. Mạnh lắm, nó ngăn được. Đã nói là xạ trị rồi. Ừ. Tại nó dùng cái biện pháp cuối cùng cho mình. Ừ. Cho nên là chị phải gắng thứ nhất là ăn vô nè. Ừ. À, thứ hai nữa là mình phải có cái tinh thần cho mạnh lên. Ừ. Mình phải là vượt qua tất cả, mình nói là bây giờ hiện giờ là mình sống còn anh chị em, còn cha, còn mẹ, còn con của mình. Ừ. Mình sống lên để thấy con như thế nào. Khi mình khỏe bệnh, mình cũng giấy trong lòng mình khỏe được bệnh thì mình đi làm những gì đó có ích xã hội. Ừ. Chị cũng giấy đó. Ừ. Chị giấy thì chị hết bệnh, còn chị cũng làm có tiền. Chị cũng giúp đỡ lại những cái người bệnh hoạn vậy. Dạ. Yeah. Vậy là mình sẽ vượt qua đó chị. À. Em, tụi em cũng cầu mong là mà chị mau khỏe lại để mà về mà hòa nhập với anh chị em, con cái mình và mọi người xung quanh. Ừ. Và người mình khi mình khỏe lại thì mình làm cái gì đó tiếp tục nói bước. Chị thích làm thiện nguyện thì lâu lâu thì tụi em đi theo tụi em, hoặc là gì đó mình đến gia đình nào đó mình giúp đỡ tiếp tục thì cũng hoàn cảnh khó khăn đó chị. Thì chùa nấu công quả rồi cũng được. À, chị cũng nói gái rồi, chị nó hết bệnh đi, chị cũng làm gì có ích cho đời. Bệnh thì ai cũng lo cho chị quá trời. Tại vì trước đây thì mình cũng bằng ăn. Mà ăn mà khi có tiền rồi thì cũng chồng cũng bệnh á. Rồi nuôi chồng mà mình nên chi nuôi mà 7-8 năm trời nằm tai biến một chỗ đâu phải chuyện giỡn đâu cô chú anh chị. À. 8 năm trời là người chồng nằm trên giường kia. Đâu phải chuyện nuôi, đâu phải chuyện giỡn đâu. Nhà cửa đất đai gì lúc đó đâu có tiền vô nữa, chỉ có tiền ra thôi. Bán nhà lo cho chồng. Nói chung mình nghèo khổ thì bị quá, mình nghèo khổ thì nó quá đơn giản, mình vẫn chấp nhận được. Ừ. Nhưng mà khi mình trong gia đình mình mà mất một người nào đó trong gia đình mình, mà người trụ cột gia đình, rồi thêm vừa mất người thân, vừa mất hết tất cả tiền bạc vật chất gì không còn hết. Ừ. Rồi tới mình lại trường hợp của chị nói chung quá quá đáng thương, mà chị chỉ tiếp tục chị lâm lại căn bệnh nữa. Bây giờ tới chị tiếp tục tới chị lâm lại căn bệnh, mà căn bệnh quái ác chứ phải căn bệnh đơn giản. Nói chung thấy mấy nay mình rất là sốt. Hiện nay là nó đã ăn hết và mò hơn không hết một bên ngực của chị hả chị? Không, nó không nguyên gì mà giờ hai xanh quanh nó khô rồi. Khô rồi hả? Khô rồi. Thì cái này nó cũng hơi tế nhị cho nên mấy anh em cũng không có quay mấy cái đoạn này nhiều hay của chú chị. Ừ. Thì chị hiện giờ là cũng đang nằm bò hõm thì nó vào giai đoạn 3. Giai đoạn 3 hy vọng là vô quá chắc này thì chị sẽ khỏe lần lại. Sẵn đây Tài với anh Úc cũng có tiền Quyết Mạnh Quân gửi về. Hôm trước thì cũng đã gửi cho chị được 9 triệu mấy cho chú anh chị, rồi chị mới đi bệnh viện. Hôm giờ thì ở nhà anh Tài với anh Úc cũng quyên góp được một ít tiền Quyết Mạnh Quân. Đây để anh Tài xin đọc lên. Đọc lên em. Thưa quý cô chú anh chị, Quyết Mạnh Quân trong và ngoài nước. Thì hôm nay anh Tài có mặt tại nhà của chị Thu Hai. Thì em Tài có nhận thêm là của gia đình anh chị Phượng Phan ở bên Mỹ gửi tặng cho chị là $50 với $50 là em Tài đổi ra được là 1.220.000 đồng. Rồi anh chị Phượng Phan là có mua thuốc bên em Tài là xong rồi, cái còn dư lại một ít tiền là 800.000, thì anh chị nói hãy gửi cho gia đình của chị Thu Hai luôn, là tổng hết trơn luôn là em Tài nhận được là 2.020.000.
Em ta 2 triệu, đúng rồi, 2 triệu 20 ngàn. Em ta làm tròn lên là 2 triệu 50 ngàn thôi cô chú anh chị. Dạ. Cũng xin cảm ơn mà cô chú Mạnh Thường Quân ở nước ngoài cũng ủng hộ. Bây giờ 1 triệu 150 đô thì đổi ra 1 triệu 220 ngàn. Thì 800 ngàn kia nó là lên 2 triệu. 2 triệu đây em gửi chị ha. Đây là 1 triệu. 2 triệu. 20 ngàn làm tròn lên 50 ngàn ha. Dạ. Chị cảm ơn Út với anh Tài ha. Dạ, sáng nay Út cũng thay mặt gia đình cùng với anh Tài gửi lời cảm ơn quý mình thân quân rất là nhiều ạ. Em Tài cũng xin cảm ơn vợ chồng anh chị Phương Phan ở bên Mỹ tin tưởng cho em Tài và anh Út gửi tiền về để giúp đỡ cho hoàn cảnh của chị Thu Hai ở đây. Dạ. Sẵn đây em Tài cũng xin kêu gọi đến quý mạnh thường quân thấy hoàn cảnh của chị Thu Hai ở đây là hiện bây giờ là chỉ vô quá chắc chỉ có một rồi của chú anh chị, còn hai ba liệu trình nữa thì mới ngưng. Thì hiện giờ thì tiền bạc cũng không có nhiều. Cô chú anh chị thấy đồng cảm thương chị Thu Hai thì hãy gửi tiền về cho em Tài hoặc là Ngô Kích nói yêu thương để giúp đỡ cho chị vượt qua trong lúc khó khăn này hả cô chú anh chị. Dạ. Vì chắc là mình em mình cũng ngưng ha nút ha. Dạ. Cũng cảm ơn anh Tài với Út ha. Dạ dạ dạ. Rồi thì anh Tài và anh Ngô Kích nói yêu thương cũng xin tạm ngưng video tại đây cô chú anh chị. Chúc quý cô chú anh chị xem video thật nhiều sức khỏe, làm ăn thành công trong cuộc sống. Anh Tài xin tạm ngưng tại đây. Dạ.